Nhìn thấy cái nấm mộ của em Lê Văn Mạnh đó, tôi muốn lên án rồi, là bốn cái tên cầm quyền mọi rợ, bốn cái tên cộng sản mọi rợ. Thứ nhất á, là cái thằng Nguyễn Phú Trọng, nó là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái thằng này nó tham quyền cố vị lắm, không ai đem ra xử hả? Người ta đó với cái chức danh rồi là tổng bí thư á, người ta làm chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi, tại sao nó làm, nó đạp điều lệ đảng, nó đạp điều lệ đảng để nó làm nhiệm kỳ thứ ba nữa? Tại sao 5,2 triệu đảng viên đó không có xử nó? Tại sao vậy? Cái thằng nó tội ác như vậy đó, cái tội là tham nhũng quyền lực, nó ác như vậy đó, không ai xử nó. Mà bây giờ em Lê Văn Mạnh 42 tuổi, trong cái lúc là cái tuổi mà rất là sung mãn để mà có cái những cái ý thức để mà có thể xây dựng đất nước được, thì lại xử tử hình. Mà xử tử hình là tại sao? Luật pháp á, tại sao luật pháp đó tử hình một con người, mà luật pháp cũng là cấm giết người? Không có luật pháp nào trên thế giới mà không có cấm giết người hết đó. Mà cấm giết người tại sao rồi lại lại là xử người ta cũng là giết người? Phải mâu thuẫn không? Luật pháp cấm giết người mà lại bây giờ lại xử tử người làm sao? Quá mâu thuẫn rồi phải không? Mình có người mà tại sao mình làm những cái chuyện mà mâu thuẫn như vậy? Mình đưa ra luật pháp, mình nhân danh luật pháp để mình cấm giết người, mà bây giờ cũng là mình nhân danh luật pháp mình xử tử một người. Mà cái mọi rợ đó là cái quốc gia cộng sản này đó, nó gây ra hàng trăm hàng ngàn cái án oan, chứ đâu phải là nó những giống như những mà quốc gia mà tân tiến bây giờ đâu. Quốc gia bao nhiêu quốc gia mà họ giàu có bây giờ đó là họ đã bỏ cái án tử hình rồi. Hiện tại có 104 quốc gia bỏ cái án tử hình, giống như là trên 54% tất cả các quốc gia trên thế giới là người ta đã bỏ án tử hình rồi. Trong khi cái thằng Việt Cộng mỗi rợ này nó lại tử hình người ta, bây giờ còn muốn tử hình ông Nguyễn Văn Chưởng nữa. Mỗi rợ vừa vừa phải thôi chứ, tại sao mình không sống văn minh như là các quốc gia khác? Tại sao vậy? Tại sao mình đi theo gọi là cái vấn đề mà xử tử con người, mà luật pháp cấm giết người rồi bây giờ mình nhân danh luật pháp mình lại xử tử con người làm sao? Trả lời được không? Mình đâu có thể mà nhân danh luật pháp mình cấm giết người rồi bây giờ mình cũng nhân danh luật pháp mình xử tử một con người. Đó là mọi rợ. Mà trong khi đó ở Việt Nam đó nó đầy oan ức hết đó. Đây nè, đó quý vị thấy đó, trên màn ảnh quý vị thấy đó, 3 năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam tạm giữ. Họ chưa có ra tòa là họ đã bị chết rồi. Họ đã bị đánh đập, tra tấn, dã man, mọi rợ ở trong những đồn công an rồi. 226 người chết từ năm 2011 cho đến 2014. Đó là cái con số mà đưa lên trên quốc hội đó, mà tại sao không xử những cái tên mỗi rợ này? Bốn cái tên mỗi rợ đó là phải nói đó là Nguyễn Phú Trọng, tại vì nó là cầm đầu cái băng đảng cộng sản, 5,2 triệu đảng viên đảng cộng sản. Còn cái đế kế đến đó là ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông phải chịu trách nhiệm.
Ông phải chịu trách nhiệm với cái chết của anh Lê Văn Mạnh. Ông là có quyền hành. Ông có quyền hành đặc xá mà sao ông tàn nhẫn như vậy? Đâu phải ai muốn giết ai là giết đâu. Mà chắc gì ông Lê Văn Mạnh có tội mà giết người ta. Trong khi đó biết bao nhiêu chuyện oan ức xảy ra. Thấy không? 262 người này chết trong đồn công an oan ức đó. Các ông có đem ra những thằng công an ra xử không? Chế độ mà mọi rợ như vậy. Đây nè, đủ thứ đó. Đủ thứ mà mình thấy điều mà oan ức hết đó. Đúng là mọi rợ à. Mà trong khi đó đó, từ cái tổ chức ăn xá nè, người ta đã lên án rồi, không có được tử hình. Thật là kinh tởm đó. Kinh tởm của chính quyền Việt Nam khi thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh. Phái đoàn Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam đừng thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh. Thế giới người ta đã lên tiếng như vậy. Mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh nói sẽ tiếp tục kêu oan. Dù là đã thi hành cái bản án đó. Hồi nào tới giờ biết bao nhiêu vụ oan ức xảy ra ở trên đất nước nơi này. Đây nè, có 15 cái vụ mà oan ức xảy ra nổi tiếng ở trên đất nước này nè. Phải không? 15 nè, ông Trần Văn Thêm nè. Người đã mang thân phận tử tù hơn suốt 40 năm qua. Có phải một cái chế độ mọi rợ không? Vào đồn công an thì bị đánh đập, bị tra tấn dã man. Rồi người ta phải nhận tội. Nhận tội cho đã rồi cái rồi lại tử hình người ta. Người ta đau quá người ta phải nhận tội rồi phải tử hình người ta. Tại sao có hành động mà mang rỡ như vậy? Phải không? Đây nè, 15 vụ án oan nè, Trần Văn Thêm nè. Mỗi cái này đó quý vị đọc đi. Đúng không? Sự thật tôi không có thời gian để mà đọc hết. Quý vị cứ đọc đi, tôi đưa lên từ từ đó, quý vị cứ đọc đi. Thứ hai là Nguyễn Thanh Chấn nè, ngồi tù 10 năm, khiến gia đình tan nát hết. Đây là những án oan đó. Ở trên báo Việt Cộng á. Trên báo Việt Cộng nó nói đó. Đây là những oan. Huỳnh Văn Nén nè. Là nạn nhân của hai vụ án oan trong 18 năm tại Bình Thuận nè. Huỳnh Văn Nén nè. Những người rất nổi tiếng nè. Thấy không? Quý vị cứ đọc đi. Quý vị vào đó đọc đi. Đó tôi đưa lên đó. Bây giờ nè, bi kịch gia đình cụ bà Đặng Thị Nga 80 tuổi nè. Người là 80 tuổi mà mang án oan giết chồng giết cha. Mà bây giờ đi xử xử chết một con người đó rồi làm sao mà giải oan cho người ta được? Trong khi bao nhiêu lần người ta cứ kêu oan thì phải xử chứ. Phải có bằng chứng thật sự chứ. Chứ đâu phải đánh đập người ta rồi bắt người ta phải ký giấy. Hàng Đức Long nè. Và những ẩn khuất. Khuất chưa được làm rõ nè. Đây là những án oan nè. Trần Dân Chiến nè. 16 năm 3 tháng tù ở. 3 tháng ở tù oan. Vì bị buộc giết trưởng công an xã nè. Đó, đọc đi, đọc hết đi. Án oan như vậy đó mà cái xử tử hình là xử tử hình à. Nguyễn Minh Hùng nè, à, hai lần bị tuyên án tử hình tội vận chuyển trái phép 25 bánh heroin nè. À. Giám đốc Đinh Văn Điền ngồi tù oan 240 ngày tại bang Mới thuộc nè, Buôn Mới thuộc nè. Thấy không? Biết bao nhiêu án oan như vậy. Mình chỉ nói sơ sơ như thế. À,
Trương Bá Nhàn là nạn nhân của vụ án oan sai, do dấu vân tay oan nghiệt nè. Đọc đi, đọc hết đi, tại sao người ta bị oan ức như vậy? Mà cái này là có bằng chứng oan ức đó nha. Bùi Minh Hải nè, án oan tù chung thân vì chiếc đồng hồ đánh rơi. Đọc hết đi. Phạm Văn Thành vừa mang án oan giết con, vừa mắt trắng cả trăm cây vàng. Phạm Văn Thành nè. Sóc Trăng nè, 7 thanh niên bị bắt oan vì tội giết người. Đó, oan ức đó. Rồi bây giờ đi tử hình người ta rồi, rồi làm sao mà người giải oan được đấy. Bà Hà Ngọc Bích là người phụ nữ bị truy tố oan tại Đồng Nai nè. Bà Trần Thị Nga hành trình hơn 30 năm đi tìm công lý cho mình cùng mẹ đẻ và em trai. Hành trình 30 năm để tìm công lý. Khủng khiếp, một chế độ mà mọi rợ, mà mọi rợ kinh hoàng. Vậy là tôi phải chửi ai? Tôi phải chửi ai? Tôi phải chửi cái thằng Phạm Minh Chính là thủ tướng, thằng chủ tịch nước là Trương Tấn Sang, thằng Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và thằng Vương Quỳnh Huệ là chủ tịch quốc hội. Bốn tứ trụ triều đình là những thằng mọi rợ, nó có quyền lực trong tay, nó có thể là bỏ những án tử hình, nó có quyền quyết định bỏ những án tử hình. Thế giới này người ta đâu có tử hình nữa, cả 104 quốc gia rồi, cả 104 quốc gia văn minh họ đã bỏ án tử hình rồi. Tại sao mình không nghĩ đến cái vấn đề mà văn minh của thế giới? Tại sao mình vẫn tiếp tục giết người như vậy? Trong khi rõ ràng là giết người là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là luật pháp mình đặt ra là cấm người ta giết người. Rồi bây giờ mình cũng nhân danh luật pháp mình lại giết người làm sao? Có phải là mâu thuẫn không? Luật pháp đặt ra cũng do con người, mà con người rất là mâu thuẫn với chính mình luôn. Con người đặt ra luật pháp để mà cấm giết người, rồi cũng con người đặt ra luật pháp phải tử hình giết người luôn. Là làm sao? Mình vừa cấm rồi mình vừa tử hình nữa, rồi 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 là có phải là mâu thuẫn không? Quá mâu thuẫn đi, quá mâu thuẫn thì phải dẹp bỏ. Dẹp bỏ cái luật pháp gọi là giết người man rợ đi. Mà mình chưa biết là chắc là người ta có giết người không, mình chưa có bằng chứng rõ rệt nữa. Mình chưa có bằng chứng rõ rệt nữa mà mình đi giết người rồi. Em Lê Minh Vân Mạnh tự nhiên là bị giết mà em đã kêu oan. Em ở trong tù, em viết những cái lời kêu oan. Đọc cái lời em viết ở trong tù đó có hiểu không? Em vẽ cái này vẽ cái nọ gửi ra ngoài này đó. Cho lần em bị oan ức. Đọc có hiểu không? Tại vì một cái tờ giấy mà em vẽ ra đó, em đâu có mà nói hết được cái ý của mình. Rồi chưa gì rồi tử hình em à. Mà tử hình một cách rồi là lén lút nữa. Chưa gì hết là đã tiêm thuốc độc cho người người ta rồi. Thử hỏi đi. Thử hỏi anh đó là luật sư, anh là chánh án, anh tuyên án người ta tử hình đó. Anh có thể anh dõng dạc anh tuyên án người ta như vậy. Nhưng mà tôi thử hỏi cái ông chánh án đó, ông có dám cầm cái cây mũi tiêm rồi em tiêm thuốc độc vô người tử tù không? Hả? Đó là cái hành động giết người và nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của anh, của cái ông chánh án đó.
Ông chánh án đó, ông chỉ mở miệng ông buộc tội người ta giết người, rồi ông xử tử người ta giết người thôi. Nhưng mà ông không có cầm cái cây mà tiêm thuốc độc, cái cây ống chích để mà tiêm thuốc độc. Thành ra ông không có sợ. Mai mốt đó mấy cái người đó mà xử tử người ta đó, bắt buộc mày phải tiêm cái thuốc độc vô người người ta. Mày dám xử không? Mày dám tiêm không? Hay là mày để mấy người lính quèn nó tiêm thuốc độc? Giết người là một cái phạm tội rồi, tội ác rồi. Tại sao tiêm thuốc độc vào người người ta được? Luật pháp như vậy là nó mâu thuẫn. Chính vì cái vấn đề mâu thuẫn đó mà tất cả các quốc gia trên thế giới, đa số nha, 104 quốc gia đã từ chối cái vấn đề mà tử hình rồi. Xóa bỏ cái luật tử hình ở ở trong bộ luật rồi. Tại cái sao cái thằng Việt Cộng lại mỗi rợ như vậy? Tại nó là cộng sản. Chính như cái thằng cộng sản nó gây oan ức bao nhiêu rồi. Có phải là thằng cộng sản nó gây oan ức cho trên 2 triệu người phải vượt biên vượt biển không? Con người ta đó được sống hạnh phúc ở quê hương của người ta. Mà tại sao người ta bỏ đi trên 2 triệu người? Và ở ngoài này á, bỏ là nói vượt biên vượt biển thôi, còn mấy triệu người người ta cũng bỏ quê hương để người ta làm việc kiếm sống ở ngoài, rồi người ta ở ngoài luôn, người ta không bao giờ về nước hết. Thành ra hiện giờ đó nó có gần 6 triệu người đó, 6 triệu người ở hải ngoại, người ta từ bỏ quê hương tại vì cái đất đó nó ác lắm, nó dữ lắm. Ta nói đất lành chim chim đậu mà bên đất ác quá ở làm cái gì? Tại sao không nhìn thấy điều đó? Hả? Phải nhìn thấy điều đó mà thay đổi. Mình ở làm sao, mình ăn ở làm sao mà để 6 triệu người Việt Nam phải ra hải ngoại sinh sống rồi? Mình ăn ở như thế nào vậy? Tại mình tàn ác quá mà. Mình tàn ác với chính dân tộc của mình. Là tôi nói cái thằng Việt Cộng đó, nó tàn ác với chính dân tộc của mình. Và bốn cái thằng mọi rợ mà cầm quyền á, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, bốn người, bốn cái thằng tội ác á, phải đem nó ra xử. Mẹ nó mang rợ mà nó thô bỉ mà nó hèn hạ đến mức mà nó đem cái lá cờ Phúc Kiến nó về làm cờ nước, nó làm về cờ Tổ quốc. Cái cờ đỏ sao vàng là của tỉnh Phúc Kiến, ai cũng biết điều đó. Tại sao đem rồi về làm cờ nước vậy, làm cờ Tổ quốc rồi bắt toàn dân phải thờ lại vậy hả? Mà cái thằng gián điệp giặc Tàu là cái thằng thiếu tá Hồ Quang, lính của Tàu, thiếu tá Hồ Quang là quân đội nhân dân Tàu, nó là Hồ Chí Minh đó, nó là tên giặc Tàu trở lại lên làm chủ tịch nước, rồi bây giờ lại là dựng tượng thờ lại cái thằng Hồ Chí Minh, thằng giặc Tàu. Một cái đất nước gì mà nhục nhã như vậy? Có đủ bằng chứng hết á, có đủ bằng chứng hết á. Đây là bằng chứng rõ ràng đây nè. Đó, Hồ Chí Minh đó. Nó đem lá cờ đỏ sao vàng nè. Đó, nó đem cái đó là cờ đỏ sao vàng về, nó làm cho làm cờ Tổ quốc đó. Bằng chứng rõ ràng như vậy đó. Dẹp bỏ cái cờ 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 đỏ sao vàng đi. Đó, cái cờ đỏ sao vàng mặt đây nè. Mà bây giờ
Bộ trưởng sửa đổi lại cái cờ đỏ sao vàng ốm là khác rồi là được à? Cái nguồn gốc người ta cũng biết nó là cờ đỏ sao vàng mập của tỉnh Phúc Kiến. Đây nè, bây giờ đó cái thằng Trung Cộng nó cũng làm cờ ốm hết sao vàng ốm cho nó đẹp nè. Rồi thằng Việt Cộng nè, chỉ là cái thằng gọi là cũng cờ đỏ sao vàng nè. Làm trở là Việt Cộng chỉ biết làm nô lệ cho giặc Tàu thôi. Người dân người ta vẽ ra cái hình ảnh này như vậy. Đây là thằng giặc Tàu đây, cái thằng là Việt Cộng đây. Mình đi làm nô lệ cho người ta. Đầu voi phất ngọn cờ vàng. Cái nền tảng vàng đó là của thời từ thời Hai Bà Trưng. Hiểu không? Thời Hai Bà Trưng phất cái ngọn cờ vàng để mà bảo vệ cái đất nước, để mà giữ gìn đất nước. Chị em nương tử thay quyền tướng quân, cái câu đó là nó có mấy ngàn năm rồi, nó có cả ngàn năm rồi, chứ nó không phải là cờ đỏ. Người Việt Nam đâu phải là dân du mục đâu mà lúc nào cũng thấy máu đâu. Chỉ có giặc Tàu nó mới là dân du mục. Nó dân du mục là nó đi từ cánh rừng này đến cánh rừng khác để nó giết thú. Còn cái dân Việt Nam mình đó là cha ông mình đã có biết trồng lúa rồi. Bắt biết trồng lúa rồi có nuôi gia súc rồi. Không có cần phải du mục. Ở một nơi thôi. Cha ông mình từ 10.000 năm là đã có rồi, là nền văn minh lúa nước rồi. Mình sống bằng 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 cây lúa. Mình làm bánh dày bánh chưng và mình nuôi gia súc. Đâu có cần phải đi du mục như như mấy người mà Trung Hoa đâu, Mông Cổ đâu. Hồ Chí Minh là rõ ràng luôn á. Đây Hồ Chí Minh đây nè. Nó là gián điệp của Trung Cộng đó. Đủ bằng chứng để mà nói là biết nó là thằng giặc Tàu. Tại sao bắt người dân phải phải thờ lạy nữa? Nè, chỉ có thằng giặc Tàu mới dạy dân mình gọi nó là Bác Hồ. Phải không? Tại vì nó đâu có biết dân phạm của người Việt Nam mình đâu. Dân phạm người Việt Nam là như vậy, phải gọi là Bác Minh mới đúng. Gọi Bác Hồ đó là dân phạm tiếng 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 đó là tiếng Tàu. Tiếng Tàu nó kêu là dùng họ là Bác Hồ. Người Việt Nam gọi là Bác Minh mới đúng. Thành ra cái chữ mà gọi là Bác Hồ đó là từ thằng cái giặc Tàu nó đặt ra. Rồi người dân mình mẹ bắt chước theo thằng giặc Tàu rồi cái quen gọi Bác Hồ, Bác Hồ cái gì. Phải, nếu mà gọi Bác thì phải gọi Bác Minh. Người Việt Nam mình phải gọi Bác Minh. Không có thể nào mà gọi Bác Hồ rồi mình đặt lăng Bác Hồ, trời đất ơi. Con người Việt Nam đó hồi nào tới giờ đó là phải chôn, phải hỏa táng chứ không phải là phơi xác. Phơi xác làm trình đình ở Ba Đình đó đó. Bởi vì dân tộc người Việt Nam không có ngóc đầu được với thế giới. Nghèo đói và mang rợ và mọi rợ. Đúng không? Đất nước mình mọi rợ là bởi những cái thằng cộng sản, bởi cái thằng giặc Tàu. Thằng gián điệp Hồ Chí Minh rồi nó đưa cái lá cờ đỏ sao vàng rồi cho mình thờ lại. Rồi mình cứ thờ lại hoài. Đó. Cứ đọc hết đi. Đó. Đọc từ từ, mình kéo lại mình đọc từ từ, đọc hết đi. Rồi mình sẽ biết cái sự thật như thế nào. Cái sự thật như thế nào. Hồ Chí Minh nó là thằng giặc Tàu, sự thật là vậy.
Sự thật là Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi. Nguyễn Ái Trúc Quốc là đã chết ở nhà tù Hồng Kông về cái bệnh hỏa lao rồi. Mà bệnh hỏa lao đó thời đó chưa có chữa thuốc chữa trị được. Thuốc chữa trị bệnh ai lao hỏa lao đó là thuốc streptomycin. Giờ đó chưa có thuốc đó. Thành ra Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù Hồng Kông rồi. Rồi mới đưa cái thằng giặc tàu về. Thằng giặc tàu Nguyễn Nguyễn Ái Quốc là chết nè. Đúng không? Chết ở Hồng Kông rồi. Đưa cái thằng giặc tàu thiếu tá Hồ Quang, quân đội nhân dân của tàu, lên làm chủ tịch nước. Bởi vì nó thực hiện cái thuyết buông vua đó. Giặc tàu mà nó làm vua của nước Việt Nam rồi đó, thì cái gì nó cũng bán hết á. Bởi vì nó sai phạm dân đồng đó. Nó sai phạm dân đồng rồi là dâng Hoàng Sa Trường Sa cho thằng giặc tàu. Công nhận cái bản đồ 12 hải lý của giặc tàu, mà trong bản đồ 12 hải lý đó có hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thấy không? Hồ Chí Minh khi xưa là còn thắt cravat nè. Thấy không? Ấy Nguyễn Ái Quốc là thắt cravat nè. Còn Hồ Chí Minh sau này có thắt cravat không? Hồ Chí Minh còn nó chửi vô cái cravat nữa. Nói là cái thắt cổ á. Hồ Chí Minh không có đồng ý cái thắt cổ. Mà tại sao con Nguyễn Ái Quốc lại thích thắt cravat như thế này? Là biết là hai người khác nhau rồi. Chẳng lẽ không hiểu điều đó? Đó, đây là thách thức đó. Chế độ cộng sản có dám thử DNA xác Hồ Chí Minh không? Làm gì thì dám thử? Nó là thằng giặc tàu rõ ràng rồi còn thử cái gì nữa? Đâu cần phải thử đâu. Cái lịch sử cho biết rằng là mình đào sâu cái lịch sử là mình thấy mà nó là thằng tàu thôi, bởi vì thằng tàu với thằng tàu nó bận não rồi, nó giống y chang như nhau thôi. Thấy không? Mao Trạch Đông rồi rồi Hồ Chí Minh nó cũng bận áo rồi cái thằng này cũng vậy. Nó bận áo tàu là giống với nhau y chang, nó là anh em với nhau mà chẳng lẽ mình không biết? Bởi vì nó đâu có bao giờ mà nó bận cái áo dài không đóng như giống như của mình đâu. Người Việt Nam mình có cái quốc phục gọi là áo dài khăn khăn đóng đó. Tổng thống Diệm cũng bận, tổng thống Thiệu cũng bận. Đến Hồ Chí Minh là chưa bao giờ thấy Hồ Chí Minh bận cái quốc phục Việt Nam đó. Nó làm sao là thằng người Việt Nam được? Nó là thằng tàu rõ ràng, là lấy gì là người Việt Nam? Bởi vì cái đất nước Việt Nam của mình đó bây giờ nó càng gọi là lụng bại à. Cái đạo đức suy đồi nữa, muốn tử hình là tử hình à. Mà trong trong khi đó cả thế giới người ta can ngăn nha. Cả thế giới người ta can ngăn đó. Đấy không? Người ta lên án nè. Ân xá quốc tế thật kinh tởm khi chính quyền Việt Nam thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh. Đó, mình vô mình đọc thử rồi. Mình thấy quốc tế nói gì? Ân xá quốc tế nói nè. Người ta đưa luôn cả hình ảnh người người dân ký kêu oan như thế này nữa. Đó. Nguyễn Văn Chưởng kêu oan nè, nhiều người người ta kêu oan như vậy. Tại sao cái tử hình người ta làm sao vậy? Biết bao nhiêu tổ chức quốc tế người ta lên án nữa. Đó, đọc hết đi. Mình không có thời giờ mình đọc hết. Nhưng cứ đọc hết đi rồi biết. Tại sao người ta kêu oan? Nó có lý do người ta kêu oan. Người ta kêu oan là tại vì chế độ diệt cộng đó, công an trị đã từng chết rồi là 226 người. Đấy nè, 226 người chết ở trong trại tạm giam nè. Trong nhà giam của công an nè. Đúng không? Chết lúc mà tạm giam, tạm giữ đó. 226 người.
Công an bắt vô đồn là tại sao họ chết? Tại vì họ bị tra tấn. Họ bị tra tấn phải nhận tội. Mà họ đau quá thì phải nhận tội. Mà nhận tội thì tử hình họ. Cỡ nào họ cũng chết thôi. Thấy không? Bởi vì trong công an đó, nó có nói một cái câu mà tra tấn man rợ đó. Rồi là đánh cho phải khai. Quên rồi. Đánh cho phải khai ra đó. Thấy không? Đánh cho chết thôi. Phải khai ra. Hai trăm hai mươi sáu người lận. Mạng người đâu phải là ghê tởm thiệt đó. Nói thiệt, tôi là người Việt Nam, tôi rất là ghê tởm cái những hành động man rợ mà giết người Việt Nam như thế này. Mà phải giết người mà có tội, mình có thể mình còn không nói. Còn cái gì mà án oan mà khủng khiếp luôn. Đây nè, án oan biết bao nhiêu mà nói. Tôi vô trong Google tôi search ra biết bao nhiêu án oan. Nó hàng ngàn án oan luôn á. Mà tại sao lại cứ phải giết người như vậy? Dẹp bỏ cái điều mộ rợ đi. Kinh tởm lắm. Tôi nói thật, tôi kinh tởm, thành ra tôi phải lên tiếng thôi. Chứ tôi có tội gì mà tôi lên tiếng á. Đừng có nói rằng tôi lên tiếng là tôi chống phá đất nước nha. Cái đó là mội rợ lắm. Tôi lên tiếng là tôi chống cái chế độ diệt cộng, chế độ cộng sản đang đang mà phá hoại cái đất nước của tôi. Đất nước của tôi đang thanh bình. Từ hồi năm 1975 là đang sống rất thanh bình và rất là giàu có. Ngày hôm nay cái đất nước của chúng tôi rồi là rất là nghèo. Người dân rất là nghèo. Không nghèo sao được. 6 triệu người bỏ đi mà không nghèo sao được. 6 triệu người người ta bỏ nước người ta đã đi mà không nghèo sao được. Tại vì có những cái con người mọi rợ trả thù. Trả thù bắt người ta gọi là 1 triệu quân dân kháng chiến của Việt Nam Cộng Hòa phải phải vào trại tù. Trại tù mà nói dùng cái danh từ gọi là trại học tập cải tạo. Nói nghe là nhân đạo lắm gì đó. Nhân đạo mà giam người ta 17 năm tù. Như là tướng Lê Minh Đạo á. Nói nghe nhân đạo mà học tập cải tạo, học tập gì tới 17 năm tù. Phải không? Trả lời đi. Phải không? Toàn là thứ mọi rợ mà hại dân hại nước không à. Mà vẫn tiếp tục hại cho đến bây giờ. Vừa phải thôi chứ. Luật pháp gì là mọi rợ tự nhiên đặt ra điều 331. 331 nó đặt điều 331 là điều mọi rợ vô cùng luôn á. Lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mình là con người. Mình phải lợi dụng những cái quyền tự do dân chủ để mình bảo vệ cho cá nhân của mình. Mình có quyền lợi dụng hoặc là sử dụng cũng được. Mình sử dụng cái luật pháp làm lợi cho cá nhân của mình là việc đúng và mình phải được khen thưởng nữa. Khi mà mình sử dụng cái luật pháp nó đúng thì mình phải khen thưởng người đó. Chứ không phải mình cho nó là lợi dụng rồi mình lên án người ta rồi mình bỏ tù người ta 3 năm tù, 6 năm tù. Lợi dụng luật pháp là một điều tốt. Nó không phải là điều xấu. Tại vì mình lợi dụng luật pháp mà. Luật pháp cho người ta có quyền biểu tình thì người ta lợi dụng cái đó để người ta biểu tình. Luật pháp cho người ta quyền tự do ngôn luận thì người ta có quyền tự do ngôn luận. Luật pháp cho người ta có quyền lập hội thì người ta có quyền lập hội, lập đảng. Hội với đảng nó cũng giống nhau thôi. Chứ không phải thấy người ta Việt Tân cái bắt người ta bỏ tù. Đảng Việt Tân cứ bỏ tù à. Tại sao các anh thành lập Đảng Cộng sản được
mà các anh không cho phép người khác người ta thành lập đảng, phải không? Phải luật pháp của các anh là mọi rợ không? Quá mọi rợ luôn. Luật pháp là phải công bằng. Anh lập đảng được thì người khác cũng lập đảng được, tổ chức khác cũng lập đảng được. Tại sao các anh cấm người ta? Tại sao các anh bắt tù người ta? Luật pháp xã hội chủ nghĩa là luật pháp man rợ nhất thế giới. Bởi vì mới đẻ ra cái điều luật 331. Gọi là điều 25 là điều hiến pháp, là luật mẹ. Luật mẹ cho phép người ta có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Điều 25 hiến pháp nó rõ ràng như vậy. Rốt cuộc nó đưa cái điều luật con là điều luật bộ luật hình sự. Từ cái hiến pháp nó mới đẻ ra cái bộ luật hình sự. Rồi từ cái luật bộ luật hình sự nó lại đưa cái luật con 331 để nó hãm hiếp mẹ nó. Nó hãm hiếp mẹ nó rõ ràng trong luật pháp đó. Trong luật pháp đó là hãm hiếp mẹ đó. Luật con mà đi hãm hiếp luật mẹ cho phép tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình, thì luật con nó lại cấm cản hết. Nó nói là luật con nó nói là điều 331 là nó phạt tất cả những người nào mà lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà lợi dụng quyền tự do dân chủ tức là lợi dụng cái điều 25 hiến pháp. Điều 25 hiến pháp cho người ta cái quyền tự do ngôn luận thì người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta lên tiếng. Giống như thằng TV256 đang lên tiếng đây. Sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình đó. Người ta có quyền người ta lên tiếng chứ. Luật pháp cho phép thì người ta lên tiếng chứ. Tại sao lại đi bắt người ta nói là gì vi phạm vào cái điều luật 331. Điều luật 331 là điều luật mỗi rợ, điều luật gọi là con hiếp mẹ đó. Con mà đi hãm hiếp điều luật mẹ, tại vì mình là luật con, mình phải bảo vệ cho cái luật mẹ là luật hiến pháp. Hiến pháp điều 25 là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do biểu tình. Nó có ba bốn quyền tự do như vậy, nó nằm ở trong đó, trong cái điều hiến pháp 25. Thì người công dân người ta có quyền lợi dụng cái quyền 25 hiến pháp để người ta thực hiện quyền biểu tình hoặc quyền tự do ngôn luận. Mà giả sử đi, giả sử cái quyền tự do ngôn luận của tôi nói mà tôi nói sai, thí dụ tôi vu khống một người nào đó, tôi nói sai, thì giống như vụ bà Nguyễn Phương Hằng đó, bây giờ bà tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh hay là họ bà Nguyễn Phương Hằng, bà tố cáo nghệ sĩ ca sĩ Vy Oanh, thì bây giờ người đó thấy là chị Nguyễn Phương Hằng đó chỉ tố cáo mình sai sự thật, vu khống mình. Thì cái đó đó mình thưa đi. Mình thưa chị Hằng đòi bồi thường danh dự, đòi bồi thường bằng tiền bạc nữa. Trời đất ơi, mình đâu phải mình vu khống người ta là mình có được quyền vu khống đâu. Thành ra nó thuộc về dân sự. Dân sự là giữa người dân với nhau, họ kiện tụng với nhau để mà họ xử một cái vụ án nào đó. Thì cái đó là dân sự chứ nó không phải là hình sự. Chị Hằng không phải là hình sự mà lại bây giờ ngày tòa án lại bắt bắt chị Hằng rồi là bỏ tù 3 năm tù, có phải là chế độ mọi rợ không? Một cái chế độ mà họ không biết là hình sự hoặc là dân sự nữa. Dân sự thì để người dân người họ ta kiện tụng với nhau rồi mình đứng ra mình xử. Ừ, mình nói bà Hằng này bà vu khống cái ca sĩ Vy Oanh, hoặc là bà Hằng bà gì vu khống ông Đàm Vĩnh Hưng, hoặc là vu khống cái ông mà hề gì đó quên rồi
Xin lỗi, tự nhiên quên mất hết. Cái ông Hề gì ta? Ông cũng nổi tiếng lắm. Hề nổi tiếng lắm mà tự nhiên quên. Nói ngang mình quên. Xin lỗi. Ông Hề. Tại sao mà quên được cái người Hề mà nổi danh như gì ta? Thôi không nhớ ra. Mình càng gọi là tìm kiếm ở trong đầu mình lại càng không nhớ. Càng không nhớ. Thôi không kiếm nữa đâu. Cắt ngang câu chuyện rồi. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Thiệt tình đó. Tự nhiên mình quên ngang. Ok. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Bây giờ mình muốn tắt. Mình tắt làm sao đây. Rồi. Thôi. Mình tắt nha. Cảm ơn quý anh chị nha.